Thưa quý vị, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi diễn ra mới đây, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh tình trạng đối tượng sử dụng trái phép súng tự chế, vũ khí thô sơ diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm. Nhưng theo quy định của luật hiện hành thì các loại này không thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng, dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ. Vậy trên những cơ sở nào Bộ Công an đưa ra đề xuất sửa đổi này? Và liệu đưa dao có tính sát thương cao vào danh mục vũ khí thô sơ có làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân hay không? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh nhóm đối tượng cầm phóng lợn đe dọa với mục đích cướp tài sản của người đi đường. Điều đáng nói, các đối tượng này gây ra nhiều vụ cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Sử dụng hung khí là phóng lợn, chặn đầu người đi đường, đe dọa, uy hiếp. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp bắt giữ 4 đối tượng nêu trên. Hung khí cháu vứt ở đối diện nhà bạn nào. Cất hung khí trước xong mới mang xe vào giấu ở quán net đúng không? Đúng ạ. Hôm ý bọn cháu hẹn nhau đi đánh nhau, xong rồi xuống dưới quán lại, rồi cầm dao phóng đi đánh nhau. Có thể thấy, súng tự chế, các loại vũ khí thô sơ như dao găm, kiếm, giáo mác, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu là những hung khí phổ biến hiện nay, thường được các nhóm đối tượng thanh thiếu niên sử dụng. Thống kê kết quả 5 năm qua, toàn quốc phát hiện bắt giữ gần 20.000 vụ, hơn 31.000 đối tượng, thu gần 5.000 khẩu súng các loại, hơn 700.000 viên đạn, hơn 28.000 vũ khí thô sơ. Cầm con dao em còn run lên, em thôi là em không dám đâm họ đâu, cầm gọi là dọa, nhưng mà gọi là dọa thôi. Bọn cháu cũng đi tụ tập thành nhóm đông, cầm hung khí xong rồi đánh võng lạng lách trên đường. Chế tạo những cái này thì chủ yếu là để oai và kiểu để dọa sợ đấy, chứ cũng không dám đánh. Qua những vụ việc trên có thể thấy, loại tội phạm này đang diễn biến hết sức phức tạp. Một trong những nguyên nhân được lực lượng chức năng đề cập đến đó là chế tài xử lý hành vi vi phạm có liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng các loại hung khí nguy hiểm vẫn chưa nghiêm. Do đó, các đối tượng thường nhân luật dẫn đến nhiều hệ lụy phức tạp về tình hình an ninh trật tự đường phố thời gian qua. Chúng ta thấy rằng là cái luật mà quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ năm 2017 đến nay thì rõ ràng là cái sự phát triển của xã hội cũng như cái nhận thức của con người nó đã đi xa hơn, nó đã phát triển hơn. Do vậy mà những các cái lớp trẻ thanh thiếu niên nó không phải là thuần túy như trước, mà nó qua những các cái mạng xã hội, những cái thông tin mà những các cái phim ảnh thanh lý nhau rồi đâm chém nhau bằng những cái loại công cụ vũ khí thô sơ. Để phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm sử dụng dao gây án, trong dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, Bộ Công an đề xuất đưa súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng, dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với quy định này thì cũng có những ý kiến băn khoăn, bởi dao là vật dụng rất phổ biến trong đời sống và hoạt động sản xuất. Về vấn đề có nhiều đại biểu băn khoăn về cái việc mà quy định trong dự thảo luật dao có tính sát thương cao, thì cũng có những đại biểu băn khoăn là xem đấy vừa lưỡng dụng, vừa nhiều công dụng, nhiều tác động, và đồng thời nó cũng có cái sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thì trong dự thảo luật này chúng tôi cũng đã có những quy định cụ thể và phân vào 3 cái loại. Nếu mà nói về dao không, thì một là dao dùng vào cái mục đích lao động, sinh hoạt thì không phải là vũ khí và không thuộc phạm vi điều chỉnh của cái luật này. Cái đó là rất rõ. Thế cái việc quy định này thì bảo đảm không ảnh hưởng đến lao động sản xuất, sinh hoạt bình thường của người dân, và bảo đảm nâng cao cái công tác quản lý xã hội và vũ khí, về trật tự xã hội và phòng chống tội phạm phù hợp với các quy định của Bộ Luật Hình sự. Chúng ta cứ tin tưởng và xác định rằng ở trong cái giai đoạn hiện nay về vấn đề an ninh trật tự, cái đời sống yên bình của người dân, về cái tính mạng sức khỏe của người dân là trên hết. Do vậy cái việc Bộ Công an đề xuất đưa dao vào là cái công cụ là vũ khí thô sơ và được đưa vào bổ sung cho khái niệm vũ khí thô sơ trong luật sửa đổi lần này thì chúng ta thấy rằng là hết sức cần thiết.
Trong bối cảnh tội phạm sử dụng dao kiếm gây án phức tạp như hiện nay, thì việc bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng, dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ, là hết sức cần thiết. Quy định này nhằm mục đích điều chỉnh nhận thức, hành vi của đối tượng, từ đó góp phần giảm nguồn tội phạm.